Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Hôm nay Tuyền lại tiếp tục về team Xpander để phục vụ cho các anh chị ha. Một dòng xe 7 chỗ phải gọi là best seller của bên Tuyền luôn á, các anh chị bán hoài không chán ha. Vì dòng này khá là dễ xài các anh chị, giá mềm mềm đời cao, còn hỗ trợ trả góp nè, lại nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nữa các anh chị ha. Và em này thì đi gia đình cũng được, kinh doanh chạy dịch vụ kiếm thêm cũng rất ok luôn các anh chị nè. Thì bên cạnh Tuyền đây là Mitsubishi Xpander phiên bản Road bản cao cấp nhất nha, đời 2020, xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay, đăng ký lần đầu tới tận tháng 9 của năm 2020 các anh chị, đi khoảng 31-32.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán em này với giá chỉ có 569 triệu thôi. Bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu cam rất đẹp các anh chị. Màu cam là cái màu đặc trưng của dòng Xpander bản Road các anh chị ha. Rất là đẹp luôn. Nước sơn thì liền lạc đồng màu, không có bị trầy xước gì hết ha. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì cái việc mà có xước dâm dâm nhẹ nhẹ một vài chỗ hay là giảm tốt ở một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị nè. Quan trọng là chất xe, quan trọng là động cơ máy móc ha. Nói về Xpander thì còn thêm hai chiếc nữa, đều là bản Road hết, một chiếc màu cam như thế này đời 2021 và một chiếc màu đen đời 2021. Anh chị có quan tâm tới hai chiếc còn lại thì alo Tuyền thì gửi hình ảnh cho các anh chị nhà mình xem ha. Cũng tương tự như em này thôi các anh chị. Rồi em này biển Sài Gòn, bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị ha. Nắp capo không trầy xước các anh chị. Đây, phần đèn nè còn rất đẹp các anh chị ha. Mặt ga lăng nhìn rất là hầm hố, rất là thể thao luôn các anh chị. Cản cũng không có bị trầy xước gì hết, chỗ nào trầy thì sẽ báo trầy ha. Mối nối cản nè còn rất khít luôn nha, phần nhựa nè các anh chị. Đấy, không có trầy xước gì hết. Lớp độ gây gió còn tương đối sâu và mâm ở đây, mâm của Xpander Road khá đẹp và không có bị trầy xước gì hết các anh chị ha. Đăng kiểm và đường bộ cũng full tới tháng 10 năm 2025, vô tư xài cho các anh chị nhà mình luôn. Có dán phim tay nắm cửa mạ rơm và có nút mở cửa một chạm ha. Nhìn sơ giúp Tuyền một vòng keo chỉ cửa nhé. Đây thì sẽ kiểm tra thật chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được tình trạng xe thật sự của em này là như thế nào. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp, hoặc là chuyển khoản đặt cọc tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Keo chỉ nguyên zin, ốc trên cửa phía trước, phía sau là nguyên zin các anh chị. Tất cả xe bên Tuyền khi mà bán ra thì luôn cam kết với các anh chị, xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số, còn bao test hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi bên hông xe là không có bị trầy xước hay là móp méo gì hết nè. Ngoài cam kết ra, bên Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa, nên là các anh chị nhà mình yên tâm khi mua xe tại bên Tuyền nha. Rồi đèn hậu phía sau nè còn rất trong, rất đẹp các anh chị, đã có cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi các anh chị ha. Bốn mắt cảm biến lùi các anh chị. Đấy, bên Tuyền nói không với xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Gầm bệ sáng đẹp không vấn đề gì hết ha. Lớp dự phòng độ gây gió còn khá sâu các anh chị. Rồi tiền mở cớp cho các anh chị nhà mình xem ha. Xe mới vừa sạch sơ, cái lại quay lên cho các anh chị nhà mình xem nè. Nỉ còn rất sạch luôn các anh chị ha. Nhà mình không đi full người thì gặp ghế, hàng ghế thứ ba này lại phẳng như thế này, mình sẽ tăng thêm diện tích để đồ các anh chị. Những cái phần nhựa bên trong nè, bệ tì tai, hộc để ly còn mới lắm các anh chị, không có bị trầy xước gì hết ha. Đã chứng tỏ là anh chủ nhà mình giữ xe khá kỹ nha. Dưới này thì có ba cái ngăn để đồ nè, nhựa lấy đồ ra vào cũng không có bị trầy xước gì hết ha. Bên này thì Tuyền thấy đâu mất tiêu bộ đồ nghề rồi các anh chị, không biết là có để ở dưới phần ghế tài hay không, có gì Tuyền sẽ kiểm tra lại cho các anh chị ha. Rồi nhìn sơ giúp Tuyền một vòng mà ốc cốp cũng như là keo chỉ cốp nhé. Bốn ốc cốp còn nguyên các anh chị, keo chỉ cốp nguyên zin. Đấy, em này đời cao, Tuyền còn hỗ trợ trả góp cho các anh chị nhà mình lên tới 70% nha. Cần tư vấn chi tiết hơn về thủ tục trả góp như trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì cứ alo Tuyền, Tuyền sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn ha. Máy em này 1.5 thôi, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6-7 lít thôi các anh chị. Đấy, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn nhé. Ghế thì ghế da nguyên zin, tông màu nâu và tông màu đen các anh chị. Còn rất căng, rất đẹp nhé. Sàn là sàn nguyên bản, trần nguyên bản, có hộc gió là mát hàng ghế thứ hai các anh chị ha. Rồi, Tuyền sẽ nổ máy lên. Tiếng máy khá là êm luôn các anh chị.
khá là êm ha. Gương của mình á thì chỉnh điện nè, có cân bằng điện tử. Vô lăng ở đây là vô lăng bọc da không trầy xước, không cũng không bị hao mòn gì hết ha. Có tích hợp những cái phím bấm trên vô lăng như thế này, như là nút điều chỉnh âm lượng nè, đàm thoại rảnh tay cruise control. Xe mình đi chuẩn là 32.826 km các anh chị ha. Bên này thì có mấy cái thẻ nhắc nhở bảo dưỡng mình nè các anh chị ha. Đó. Rồi, chìa khóa của Xpander phiên bản Road nha, có cảm biến áp suất lốp nè. Táp lô không một vết trầy xước gì hết. Màn hình này là màn hình zin theo xe các anh chị, vàng lạnh nè. Có những cổng sạc 12V, cổng USB các anh chị ha. Cần số nè, thắng tay còn khá đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ các anh chị. Rồi, ok nhé. Rồi, tôi sẽ kiểm tra thật chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được tình trạng xe thật sự của em này là như thế nào ha. Tết gần kề rồi các anh chị. Các anh chị nào mình đang có dự định mua xe để Tết mình đi về quê nè, mình đi du lịch ha, mình đi công việc Tết nè. Đó, thì tham khảo ngay em này các anh chị, tranh thủ mua xe ngay tại thời điểm này nha, để cái việc rút hồ sơ sang tên rồi cho kịp Tết mình có xe mình đi ha. Ốc máy nè các anh chị, còn sơn phết đầy đủ ha. Tem mát từ nhà máy vẫn còn, khung sườn máy móc nguyên zin. Ốc của nắp cabo, keo chỉ cabo là nguyên zin hết các anh chị. Các anh chị mình có người thân rành về xe cứ dẫn tới mình kiểm tra xe thoải mái các anh chị ha. Đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết đó thì mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại và nhận xe. Còn nếu mình không có người thân thì cứ mang ra hãng mình test là thoải mái các anh chị nhé. Rồi, tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nha. Mitsubishi Xpander phiên bản Road bản cao cấp nhất đời 2020 mới đi có 32.000 km thôi. Bên Tiền đang bán em này với giá là 569 triệu. Và giá để Tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào mình thích chiếc này, nhanh tay liên hệ Tiền qua số điện thoại bên dưới nè. Còn ở tỉnh xa, thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì xem hết video của Tiền ngày hôm nay đi, chốt giá chốt ngày nhận xe rồi chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tiền tầm khoảng 10 triệu 20 triệu để Tiền giữ xe lại cho các anh chị ha. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe các anh chị. Đúng với những gì bên Tiền làm cam kết mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại và nhận xe. Còn trường hợp lên xem xe đi tiếp hãng không đúng với những gì bên Tiền làm cam kết thì sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những cái chi phí test hãng đó, nên là các anh chị không có mất mát gì hết ha. Còn được nữa, Tiền hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn. Mình khỏi mất mát thời gian đi lại, các anh chị nhà mình yên tâm nè. Còn về chất xe thì các anh chị nhà mình yên tâm, bên Tiền bán xe có cam kết, có hợp đồng bằng văn bản rõ ràng chứ không có nói miệng suông, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Và hiện tại 7 chỗ bên Tiền cũng còn rất nhiều xe để phục vụ cho các anh chị, như là Sedona, Carnival nè, giá mềm mềm thì còn có cả XL7 Innova nữa các anh chị, Santa Fe đời 2017 hay là Sorento Tiền cũng đều có. Nên là các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào, cứ alo Tiền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nè. Hoặc có thể ở lại bên kênh của Tiền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Và đừng quên bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.